Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên trụ bị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thông tin, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với tập thể Bộ Chính trị và được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng góp ý xây dựng văn kiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải là một đại hội tiêu biểu về sự mẫu mực và là một cột mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng điểm qua một số kết quả và sự nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững. Tại phiên họp, Đại hội đại biểu quyết thông qua bầu đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, đoàn thư ký, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thảo luận về tư cách đại biểu. Theo kế hoạch, đại hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức. Dự kiến, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng ngày 15 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo.